Hello, xin chào mọi người nha. Bố Minh Ngọc Phan mới ăn cơm xong. Ngồi ông được đang ngồi chơi. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà chuẩn bị bước sang năm mới của 2024 dương lịch. Ngọc Phan chúc toàn thể mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc nhé. Thời gian mau quá nha mọi người. Mới đó mà đã kết thúc một năm nữa đấy đó. Mọi người cảm giác thấy nhanh không chứ Ngọc Phan? Thấy nhanh quá. Cuộc sống thật mỗi ngày trôi qua là một ý nghĩa thật đáng quý trọng thật. Đời người tuy dài nhưng cũng thật là ngắn thật. Nếu một ngày mà ngày nào cũng hạnh phúc thì cảm thấy cuộc sống quá ý nghĩa. Mong mọi người trên toàn thế giới sẽ được bình an, hạnh phúc, hòa bình, không có chiến tranh, không có bệnh tật. Mỗi người nhà đều hạnh phúc là quá sung sướng. Vân tiền bước sang năm mới Ngọc Phan một lần nữa chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé. Xin chào mọi người nghe. Xin chân thành cảm ơn.